Xin chào tất cả các dân hồ màn đã quay trở lại với channel của tôi ngày hôm nay à. Tôi quay FF120 nè. Nhưng mà cái phần mềm chỉnh sửa video thì nó không ra được 120 đâu nha. Quay 120 Full HD các kiểu nào hôm nay sẽ show full setting full đỏ. Sao gọi là full đỏ nhỉ? Nói chung là full setting kéo sấy của mình trong Free Fire. Đầu tiên chúng ta sẽ có độ nhảy con chuột. Thì chúng ta nên vào phần setting của PC để chỉnh. Cái này ở Win 10 thì cũng có mà. Chúng ta chỉ cần vào đây chúng ta gõ mouse là được, mouse setting. Đấy, thì chúng ta sẽ chỉnh ở trên thanh này. Tôi thì chỉnh ngay số 10 ở, gọi là số 10 may mắn. Sau đó chúng ta đến với phần, cũng là ở đây luôn, control, đó là control banner nè. Vào control banner chúng ta vào phần is of a set, chúng ta lại is of the set. Rồi sau đó chúng ta vào make the user chart. Cái này là dùng tính từ so sánh, mà so sánh ngắn nè. Đó, đuôi er nè. Rồi chúng ta vào set up mode, kéo hết về cho tôi, kêu anh em kéo hết về và chỉnh off hết cho tôi. Đó, ok. Rồi sau đó chúng ta đến với cái này. Cái này là cái gì? Cái này là blue status đấy các bạn à, không phải cái này đâu. Blue status đấy, mỗi lần vào Free Fire nó bị gì rồi, bị kiểu lý do mình chọn blue status 4 không phải là blue status 5 là tại vì cái blue status 5 mình vào không được, không biết sao nó vào không được. Ai biết cái lỗi này không? Kiểu lúc trước mình tải cho mình chơi nó mượt vài chữ luôn, FF200 các kiểu luôn, nhưng mà bật nó không lên, lỗi bật blue status không lên luôn, không biết có bị lỗi gì. Đây rồi, chạy rồi. Rồi hủy blue status 4 rồi các bạn. Bây giờ phải vào trong đây, nhưng mà chuyển nó ra desktop này, chuyển nó ra desktop đấy. Setting ở trong đây thì chú ý nhá, trong đây chúng ta sẽ để DPI là 444, màn hình là Full HD. Màn hình và DPI này nó liên quan đến nhau rất nhiều. Nếu mà mấy bạn mặn cũng ok á, để y chân mình chưa, chưa nó mặn. Và thứ hai là khi chúng ta có cạc đồ họa, chúng ta phải chọn và ưu tiên chuyên dụng nha các bạn. Chúng ta phải để chuyên dụng luôn, chứ không được để kiểu bình thường luôn, để nó được chuyên dụng luôn nha. Đầu tiên setting của mình thì điều khiển quay về đồ nhảy, mức về không điều khiển thì mọi người chỉnh phím tùy thích thôi, và bắn bên nút bắn bên này nha. Setting thì DPI bằng 9, setting thì mọi người nhìn theo mà học hỏi đúng không? Đấy, chú ý là cái phần đồ nhảy nè. Nói chung về phần kéo tâm thì chúng ta liên quan đến đồ nhảy nhiều hơn đúng không? Thì chúng ta sẽ có đồ nhảy X là cái này, đồ nhảy Y là cái này. Đấy, lưu ý để cái này là phone nha. Đấy, và để ở chế độ standard nha mọi người. Cái quan trọng nhất là để chế độ standard nha. Để ở chế độ standard này thì nó sẽ không bị loạn chuột. Hiện tại đang xài con chuột cùi nha mọi người, với một cái micro hơi cùi, nên tóm lại là âm thanh nghe nó cùi. Đấy, FF30 quay Full HD. Đấy, nên bắn cực kỳ đấy. Thì lâu rồi mình chưa tập lại đấy, chứ nói chung bắn hit shot cũng dễ mà. Mọi người chú ý để tâm đặt cao lên nha, mình bị cái tật đặt tâm thấp nên mình lại biết ra ngoài bắn luôn nhá. Thể hiện đẳng cấp chứ sao lại phải ở trong cái trận này đúng không? I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear thoughts build up until I can't hear.
That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper.